Mẹo trị hôi nách dân gian mà bạn có thể thực hiện tại nhà với nguyên liệu có sẵn. Hôi nách ở mức độ nhẹ có thể áp dụng các phương pháp dân gian để chữa trị vì chúng lành tính, an toàn và đem đến những chuyển biến tích cực cho người mắc. Có 25 cách trị hôi nách dân gian được nhiều người áp dụng. Cách 1, cách trị hôi nách với muối tinh. Muối tinh được biết đến với khả năng sát trùng trùng trong y tế, rất dễ kiếm và mua với giá thành rất rẻ. Cách trị hôi nách bằng muối tinh đã trở thành phương pháp dân gian được áp dụng khá phổ biến trong các trường hợp hôi nách nhẹ, tạm thời. Cách thực hiện Cho muối lên chảo và đảo nóng cho đến khi muối rút hết nước trở nên khô. Sau đó mang giả nhuyễn hoặc có thể sử dụng máy xay xay nhuyễn để sử dụng. Bôi trực tiếp lên vùng da dưới cánh tay và để khoảng 15 phút sau đó rửa sạch lại với nước. Cách 2 Chữa hôi nách nhanh với gừng tươi theo đồng ý gừng tươi chứa 25% tinh dầu, 30% chất cay, có khả năng ngăn tiết mồ hôi, giúp vùng nách luôn khô ráo và thoáng khí. Hơn nữa, chất cay của gừng còn có tác dụng ức chế và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mùi, giúp tình trạng hôi nách dần được khắc phục. Cách thực hiện: Gừng rửa sạch, ép lấy nước cốt sau đó vắt thêm vào một phần 2 quả chanh. Sau khi tắm xong, lau khô vùng nách, thoa đều dung dịch lên để da có thể hấp thụ được các dưỡng chất tốt nhất. Lưu ý không bôi lên các vết thương hở để tránh ngứa và sót. Cách 3. Chữa hôi hiệu quả nách bằng chanh Chanh chứa hàm lượng axit nitric có tính sát khuẩn và khử mùi vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, chanh chứa lượng vitamin C rất dồi dào sẽ giúp xe khít lỗ chân lông trên bề mặt da, làm trắng vùng da dưới cánh tay. Cách thực hiện Cắt lát chanh thành các lát mỏng và đắp lên vùng da dưới cánh tay. Đợt khoảng 15 phút rồi làm sạch lại với nước ấm. Cách 4: trị bệnh hôi nách bằng chè xanh hiệu quả. Chè xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thanh lọc cơ thể, lợi tiểu, an thần. Chè xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và kháng khuẩn giúp loại bỏ mùi hôi nách hiệu quả. Cách thực hiện: lấy 8 đến 10 lá chè xanh, rửa sạch trộn với muối tinh, gói trong miếng vải sạch. Sau đó trà sát lên vùng nách trong 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Cách 5. Trị hôi nách hiệu quả bằng phèn chua Phèn chua chứa nhôm xung phát có tác dụng giải độc, sát khuẩn, sát trùng, hút ẩm và hút mùi nên được sử dụng chữa hôi nách. Phèn chua có giá thành rẻ, được bán nhiều nơi mà cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản. Cách thực hiện Lấy 50 phèn chua đập thành cục nhỏ sau đó cho phèn chua vào nồi đất và chưng lên. Trưng đến khi nào phèn chua rút hết nước, lấy ra để nguội đem giả thật mịn và bỏ vào một chiếc lò để dùng dần. Mỗi ngày đều đặn lấy một lượng vừa phải phèn chua chân thoa lên vùng nách sau khi đã vệ sinh sạch sẽ. Cách 6. Chữa hôi nách bằng lá trầu không Lá trầu không có tính sát khuẩn rất cao, làm xe khiếp lỗ chân lông vùng nách, hạn chế viêm nhiễm các tuyến mồ hôi hoạt động và điều trị dứt điểm. Cách thực hiện Lấy lá trầu không rửa sạch vò hoặc giả nát đắp lên vùng da nách. Massage trong 15 đến 20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Cách 7. Cách trị hôi nách bằng giấm táo. Giấm táo chứa axit acetic giúp sát khuẩn và khử mùi hôi hiệu quả nên sử dụng trong việc chữa hôi nách. Cách thực hiện, lấy một phần giấm táo pha với 3 phần nước, rồi đổ dung dịch bằng bình xịt phun vào nách trong 5 đến 10 phút rồi lau khô lại da. Cách 8. Cách làm nách hết hôi bằng phấn rôm. Phấn rôm mùi thơm dễ chịu chứa nhiều nguyên tố vi lượng có công dụng hút ẩm tại các vùng tuyến mồ hôi như nách, bẹn hay vùng có nếp gấp. Cách thực hiện: lấy một lượng nhỏ phấn rôm bôi lên vùng nách, thực hiện hàng ngày. Cách 9: Điều trị hôi nách bằng dầu dừa. Tinh dầu dừa chứa nhiều axit có tác dụng khử mùi cũng như các chất kháng khuẩn tốt, hơn nữa dầu dừa hoàn toàn dễ kiếm và an toàn với mọi làn da. Cách thực hiện: lấy dầu dừa nguyên chất thoa lên vùng da dưới nách trong 15 đến 20 phút để các tinh chất thấm sâu vào da. Sau đó rửa lại với xà bông hoặc nước sạch. Cách 10. Chữa hôi nách với mướp đắng Mướp đắng chứa hàm lượng chất oxy hóa cao và các chất kháng khuẩn giúp khử mùi rất hữu hiệu để khử mùi hôi nách. Cách thực hiện, lấy lá mướp đắng rửa sạch, giả nhuyễn lấy nước cốt bôi vào vùng nách đã làm sạch trong khoảng 15 đến 20 phút sau đó rửa lại cùng với nước ấm. Cách 11, cách trị hôi nách bằng lá ổi. Lá ổi chứa nhiều thành phần chất chống oxy hóa và kháng khuẩn nên thường được sử dụng để điều trị hôi nách tận gốc. Cách thực hiện, lá ổi rửa sạch, giả nát bỏ phần bã lấy nước đắp lên vùng da dưới cánh tay khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch với nước sạch. Cách 12, cách trị hôi nách bằng trứng gà và rượu trắng. Trứng gà không chỉ giúp dưỡng da làm đẹp trị mụn mà còn là liệu pháp đặc trị hôi nách hiệu quả khi kết hợp cùng với rượu. Cách thực hiện Lấy hai quả trứng gà cùng 150ml rượu trắng tự chân cất. Đổ rượu lên tấm vải mỏng, lau vùng nách đến khi tấm vải khô. Trứng gà luộc, bóc vỏ lăn lên vùng nách trong khoảng 10 phút. Cách 13, trị hôi nách bằng băng phiến. Băng phiến có tính sát khuẩn mạnh mẽ, mùi hương dễ chịu và khử mùi tốt nên được dùng để khử mùi hôi cơ thể, mùi hôi nách. Cách thực hiện Lấy 3 gam băng phiến long não vào 20ml cùng 50 độ, đậy kín nắp để băng phiến tự tan. Vệ sinh nách sạch sẽ sau đó bôi dung dịch này lên. Ngày bôi 2 lần, liên tục trong 10 ngày sẽ thấy hiệu quả. Cách 14. Chữa hôi nách bằng rau ngò Rau ngò chứa tinh chất kháng khuẩn tốt giúp vùng da của bạn được làm sạch tối đa, không còn mùi lạ bay ra từ vùng cánh. Cách thực hiện Rau ngò rửa sạch, giả nát trộn thêm một chút muối trắng, vệ sinh vùng nách sạch rồi lau khô, đắp rau ngò vừa giã nát lên, sau 20 phút rửa sạch với nước lạnh. Cách 15, trị hôi nách bằng cà chua. Cà chua chứa tinh chất lycopene và chất chống oxy hóa giúp xe khít lỗ chân lông, mang lại tác dụng dưỡng ẩm cho da, đánh bật mụn, khử mùi hôi vùng nách. Cách thực hiện Cà chua chín rửa sạch và xay nhuyễn với nước ấm, Kho đều lên da kết hợp massage nhẹ nhàng để những tinh chất trong cà chua thẩm thấu lên da trong vòng 20 phút, rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Thực hiện 3 đến 4 lần trên tuần sẽ cho bạn một kết quả tốt. Cách 16. Cách trị hôi nách bằng baking soda. Baking soda có khả năng tẩy và khử mùi, kèm theo đó là còn tính sát khuẩn tuyệt vời nên thường được sử dụng để chữa hôi nách hiệu quả. Cách thực hiện lấy bột baking soda bôi lên vùng nách đã làm sạch để hút dầu cũng như diệt các vi khuẩn gây mùi hoặc lấy bột baking soda trộn với chút muối hòa tan vào nước tắm hàng ngày để làm sạch cũng như loại bỏ mùi cơ thể cách 17 cách trị hôi nách bằng kem đánh răng kem đánh răng chứa thành phần là muối florua như kf2, snf2 có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi hôi nách cách thực hiện vệ sinh sạch sẽ vùng nách sau đó bôi kem đánh răng trực tiếp vào vùng da nách. Massage nhẹ nhàng vùng nách trong 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. Cách 18. Điều trị hôi nách bằng củ cải trắng. Củ cải trắng chứa nhiều axit có tác dụng khử mùi hôi và ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn có hại, đặc biệt có chất cay giúp khử mùi hiệu quả và có tác dụng làm mát cho vùng da dưới cánh tay, giảm tiết mồ hôi nách. Cách thực hiện Lấy 100g của cái trắng và 100g gừng rửa sạch, ép lấy nước cốt, Trộn đều hai loại nước ép này thành một dung dịch và sử dụng để thoa lên vùng nách mỗi ngày. Kết hợp mát xa nhẹ nhàng sẽ làm tăng hiệu quả rõ rệt sau một thời gian sử dụng. Cách 19: Trị hôi nách bằng bột long não và gừng. Bột long não và gừng kết hợp với nhau mang đến tính sát khuẩn rất cao, khử mùi hôi vùng nách. Cách thực hiện: Dùng rễ và cả củ gừng đem phơi khô và tán thành bột mịn sau đó trộn đều cùng lông não thêm một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt bôi lên nách mỗi ngày. Giữ trên da khoảng phút sau đó rửa sạch bằng nước sạch và mát xa nhẹ nhàng. Cách 20. Trị hôi nách bằng rượu trắng với phèn chua Rượu và phèn chua có tính chất kháng khuẩn, diệt khuẩn và khử mùi hôi. Sự kết hợp rượu trắng và phèn chua gia tăng công dụng, khử mùi hôi vùng nách hiệu quả. Cách thực hiện nghiền phèn chua thành các viên nhỏ và đổ một phần phèn chua, hai phần rượu và cất ở nơi thoáng mát sẽ dùng được khoảng 3 đến 5 ngày. Mỗi ngày sau khi vệ sinh sạch sẽ vùng nách, sử dụng dung dịch này thoa lên vùng da sẽ giúp vùng da ngăn tiết mồ hôi đáng kể và khử mùi. Cách 21: Trị hôi nách bằng lá bạc hà với muối. Bạc hà có chứa nhiều chất menthon tạo nên mùi thơm của lá bạc hà và cũng chính nó sẽ cho một tác dụng bất ngờ trong điều trị bệnh hôi nách kết hợp bạc hà với muối sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn khử khuẩn, khử mùi hôi nách. Cách thực hiện Bạc hà rửa sạch, cùng với muối giả nhuyễn rồi cho vào bát. Đắp lên nách cho đến khi cảm thấy hỗn hợp đã khô, rồi rửa sạch. Thực hiện 2 đến 3 lần trên tuần để mang lại hiệu quả. Cách 22, mẹo trị hôi nách với rau má. Rau má chứa nhiều thành phần khoáng chất giúp hạn chế mùi và tăng tiết mồ hôi, loại bỏ vi khuẩn hiệu quả. Cách thực hiện, Lấy rau má rửa sạch và để ráo các thành đoạn nhỏ đem nghiền nát sau đó thêm chút muối tinh rồi xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Sau đó bôi lên vùng nách và mát xa khoảng 10 phút rồi rửa với nước sạch. Cách 23, chữa hôi nách tại nhà bằng lá dâu tằm. Lá dâu tằm ngoài công dụng chữa ho có đờm, phù nề, đổ mồ hôi trộm thì còn điều trị bệnh hôi nách hiệu quả. Cách thực hiện. Lá dâu tằm đem rửa sạch đun cùng rau má rồi chắc lấy nước uống trong một tuần thực hiện đều đặn để mùi hôi nách nhanh biến mất. Cách 24, cách chữa mồ hôi nách dân gian từ bồ kết. Bồ kết chứa nhiều chất kháng khuẩn, làm vi trùng không thể xâm nhập vào tuyến bã nhờn để gây mùi hôi nách, đồng thời còn giúp ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn, hạn chế mùi hôi cơ thể. Cách thực hiện Lấy lá bồ kết nướng chín khi có mùi thơm, lấy bồ kết còn nóng lăn qua lăn lại vùng nách. Thực hiện đều đặn để mùi hôi nhanh biến mất. Cách 25 trị hôi nách bằng vỏ cam. Vỏ cam chứa nhiều khoáng chất và dưỡng da có tác dụng trị tăng tuyến mồ hôi và ngăn mùi hiệu quả. Cách thực hiện: Vỏ cam tươi đem phơi khô rồi xay nát thành bột trộn cùng nước hoa hồng hoặc sữa tươi thành hỗn hợp. Bôi hỗn hợp này lên vùng nách 15 phút sau rửa sạch với nước sạch, thực hiện hàng ngày để mùi hôi nách nhanh biến mất. Trên đây là 25 mẹo trị hôi nách dân gian mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà hy vọng video sẽ hữu ích với tất cả mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ